Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin tối nay thứ ba ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một chương trình cộng đồng mang tên Lazy Day 2019 vừa được khởi động trên phạm vi toàn quốc. Tham gia chương trình này, người bệnh sẽ được hỗ trợ chi phí lên tới 50% trong phẫu thuật điều trị cận, viễn, loạn thị bằng phương pháp Lazy. Chương trình được thực hiện từ nay đến hết tháng 8 tại hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Phẫu thuật LASIK chữa tật khúc xạ là phương pháp an toàn, không đau, thị lực hồi phục nhanh chóng.